Thì nhiều người đó bây giờ thấy được là con số mà công ty MicroStrategy lưu trữ đó quá nhiều Đã lên tới con số 114.000 Bitcoin Có thể nói được là những công ty còn lại đã cộng lại những công ty lớn bây giờ như là Tesla Chỉ lưu trữ có 43.000 Bitcoin mà thôi Công ty Square của Jack Dorsey chỉ lưu trữ có 8.000 Bitcoin mà thôi Marathon Holding chỉ lưu trữ có 5.000 Bitcoin mà thôi Cộng lại cũng không bằng phân nửa cái số lượng mà MicroStrategy lưu trữ Cộng những công ty lớn này lại như là công ty HMI mining Galaxy Digital, Bitcoin Group vân vân. Những công ty này cộng lại cũng không bằng phân nửa cái số lượng đang được lưu trữ bởi MicroStrategy hiện tại. Thì nhiều người bắt đầu là có cái sự lo lắng là họ lưu trữ quá nhiều Bitcoin như vậy đó thì có phải là quá tập trung hay không? Có phải là chúng ta càng càng thấy sức mạnh của Michael Saylor và Michael Strategy hay là không? Có nên tin tưởng họ hay là không? Thì để Thuận chia sẻ với các bạn một cách hiểu đơn giản thôi. Thuận thì à, không có quan tâm nhiều cái câu trả lời đó là các bạn có nên tin tưởng uh, Michael Saylor hay là không Thì câu trả lời là không Và thậm chí là các bạn không nên tin tưởng Michael Saylor Mà các bạn không nên tin tưởng bất cứ một ai hết Tiền là trong túi các bạn Các bạn cần phải leo quyết định cho bản thân của mình Thuận thì nghĩ một cách rất đơn giản mà thôi Trong thị trường này đó chúng ta không có bạn bè Chúng ta chỉ có đồng minh mà thôi Hiện bây giờ Michael Saylor tích lũy Thì ông ta sẽ làm bất cứ những gì mà cần phải làm để có thể là đẩy giá bitcoin con lên giống như là nhiều người cho là michael sailor đang lường gạt chúng ta ông ta thật sự là uh sẽ bán một ngày nào đó Chưa phải là bây giờ nhưng một ngày đó ông ta sẽ bán Chứ không phải là ông ta sẽ lưu trữ mãi mãi 100 năm Như là Michael sailor uh, Saylor thường nói là ông ta so sánh Bitcoin giống như là bất động sản ở Manhattan, New York hồi xưa Sẽ lưu trữ 100 năm Thực ra mà nói 100 năm sau nó không có còn bao nhiêu bạn ở đây <laughs> có thể chứng kiến được ngày đó đâu Và Michael Saylor cũng uh, đã ra đi trước ngày đó rồi Thì chúng ta sẽ không thể biết được 100 năm sau Michael Strauss có bán hay là không Nhưng mà trong thị trường này đó thì nghĩ đơn giản thôi chúng ta chỉ nên có đồng minh không nên có bạn bè rất là đơn giản nếu như một ai đó thì bây giờ là đang đứng về phía của bitcoin về phía của crypto như là michael saylor nhiều bạn có thể cho michael saylor là một con sói già của full wall vân vân hoàn toàn có thể nhưng mà các bạn nếu như nghĩ như vậy đó thì thường nghĩ là cũng không hẳn là xấu chúng ta muốn thấy được những người nào đó đó có cái sự Uh, quyết liệt, quyết tâm để mà đẩy giá một tài sản nào đó lên và hiện bây giờ Michael Saylor đang đứng về phía của Bitcoin cho đến khi nào không phải nữa thì chúng ta mới tính tiếp. Cho nên thường chỉ đơn giản suy nghĩ là những ai ủng hộ crypto không chỉ riêng là Michael Saylor mà những ai ủng hộ crypto, ủng hộ Bitcoin, ủng hộ thị trường này thì đó là đồng minh. Chúng ta ủng hộ người đó. Một ngày nào đó người đó không phải nữa thì chúng ta sẽ không ủng hộ người đó nữa. Đơn giản vậy thôi. Các bạn nên nhớ. Michael Saylor đã tồn tại nhiều năm ở trong thị trường chứng khoán và trong thị trường công nghệ đây rồi và mọi người có thể là thu mua trong vòng 400 ngày thu mua cái số lượng Bitcoin nhiều tới như vậy 114.000 Bitcoin có thể là thuyết phục Hội đồng quản trị có thể thuyết phục, Elon Musk mua Bitcoin có thể thuyết phục, nhà đầu tư mua Bitcoin có thể thuyết phục, những công ty khác, những ngân hàng khác cho vay để mà họ lấy tiền để mà đi thu Bitcoin. Các bạn có thể thấy được là nghe đó thì có thể là rất quan đường, nhưng mà các bạn thấy là Michael Saylor đã làm được. Có nghĩa là không biết dùng cách nào đó mà ông ta có thể mượn nợ rất lớn để có thể đi mua Bitcoin. Thì đương nhiên, thường không nghĩ là Michael Saylor là một người đơn giản tham gia thị trường này để pump, cái uh, những đồng chúng ta đang cầm thường nghĩ là đương nhiên Michael Saylor sẽ có cái ý định riêng của Michael Saylor nhưng mà ít ra bây giờ thì vẫn là một đồng minh của thị trường này và thêm vào đó nữa chúng ta thấy được là Ark Invest, Katy Wood thì tiếp tục là một trong những người mà ủng hộ thị trường này. Katy uh, Wood nói là chúng tôi có nghĩa là Ark Investment chúng tôi tin tưởng là giá cả của bitcoin sẽ tăng 10 lần so với giá bây giờ, nghĩa là sẽ lên tới cái mức là khoảng chừng 450.000 đô. thì lúc đó sẽ ngang hàng với lại thị trường vàng trong cái phạm vi là vốn hóa. tuy nhiên không nói là khi nào chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi. thì uh, chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những tài liệu on chain đi. cái mà thường có thể chia sẻ với các bạn đó là trong cái tình hình này đó chúng ta thấy được on chain như thế nào. thì nhìn vào tài liệu tính theo ngày đó của cái số lượng Bitcoin nạp vào rút ra thì gần đây như thế nào các bạn thấy được là vẫn tiếp tục tình hình là một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày, 13 ngày, 14 ngày, 15 ngày, 16 ngày liên tục hơn 2 tuần. Chúng ta chỉ thấy gì? chỉ thấy bitcoin rời khỏi sàn mà thôi. thì bây giờ chúng ta đã rõ là ít ra thì michael strategy đã nói là đã thu mua thêm 5.000 bitcoin. thì các bạn thấy là tình hình đó, chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ thì cái số lượng bitcoin tiếp tục và tiếp tục mất đi. đó là cái sự thật. bây giờ các bạn nhìn thấy là cái đường màu xanh ở trên màn hình thì như thế nào? là cái xu hướng là đi xuống rất là nhanh, càng ngày càng ít bitcoin trên sàn. chúng ta nhìn vào Uh, tình hình liên quan tới những cái lệnh futures đó để chúng ta xem coi là bây giờ chúng ta có cần lo lắng tới long squeeze hay là không hay là short squeeze hay là không bị thanh lý hay không thì tình hình bây giờ đó sau khi mà cái đợt thanh lý mạnh đã xảy ra cách đây không lâu đó thì các bạn thấy được là chúng ta thấy là cái số lượng lệnh futures đã giảm xuống rất là mạnh vào cái thời điểm là ngày 7 tây tháng 9 lúc mà nhiều lệnh bị thanh lý đó thì chúng ta thì được uh, sau đó thì cái số lượng lệnh uh, của futures có cái sự đi hàng ngang, không có cái sự tăng trưởng nữa Và chúng ta bây giờ nhìn vào funding rate như là phí qua đêm đó, thì tình hình khá là ổn Chúng thì được là cái tài liệu mới nhất bây giờ là 0.003 Có nghĩa là bây giờ cái số lượng lệnh long và lệnh số trên sàn đó nó cân bằng với nhau Chúng ta bây giờ chưa thấy cái hiện tượng là nhiều người một lần nữa lại sử dụng nhiều margin, nhiều futures Để mà có cái nguy cơ thị trường có thể bị long squeeze Nếu như mà quá nhiều người long thì khi mà long squeeze long và thanh lý sẽ dẫn đến giá cả đi xuống mạnh hoặc là ngược lại như người short thì short sẽ dậy, đẩy giá lên cao thì chúng ta đều là tình hình bây giờ thì ít ra trên thị trường chúng ta không có nhiều định futures và những lệnh bây giờ đó hầu như là nó cân bằng với nhau chúng ta nhìn vào tài liệu mới nhất hiện tại đi ở trên bybit.com thì tình hình cho đến bây giờ ra những sàn lớn như là bitmax, binance, bybit, okx v.v như là các bạn thấy trên màn hình đó thì tình hình bây giờ là khoảng chừng 40% là lệnh long, 60% trăm là lệnh số ở thời điểm hiện tại lúc mình làm video này nhưng mà nó thay đổi liên tục chúng ta bây giờ à, nhìn vào tài liệu liên quan tới những thời đào đi thì những thời đào có bán hay là không thì tiếp tục chúng ta được là tính theo ngày thì những cái thanh mà màu xanh các bạn thấy bên dưới này đó không có gì đặc biệt so với lại những thời điểm trước đó tháng 5 tháng 6 vân vân tại vì sao tại vì chúng ta không thấy thời đào bán nghĩa là thời đào họ tiếp tục tích lũy bitcoin của họ họ không bán ở những mức giá này mức giá 45.000 46.000 đã không thấy động tĩnh Và nhất là sau khi có cái đợt mà đi xuống mạnh à, Cách đây khoảng chưa một tuần đó Họ vẫn không có động tĩnh gì hết Chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới um, ASOPR đi Thì tài liệu này cho chúng ta thấy được gì? Cho chúng ta thấy được đó là những Bitcoin di chuyển Thời gian gần đây đó Tiếp tục di chuyển ở cái mức là lỗ Chứ không phải là lời Có nghĩa là chúng ta vẫn còn một số người uh, Họ nản, họ lo sợ, họ bán Bitcoin của họ và chúng ta có thể thấy được cái tài liệu tương tự khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu lời lỗ ở trên mạng lưới bây giờ thì chúng ta được là chúng ta là một lần nữa đã đi vào cái dùng là cái dùng màu đỏ có nghĩa là chúng ta được là Bitcoin di chuyển ở cái thời điểm ngày hôm nay tiếp tục là bị lỗ thì những Bitcoin đó tiếp tục là di chuyển ở mức lỗ chúng ta nhìn vào cái tài liệu chi tiết hơn đi thì ai đang lỗ thì trên căn bản chúng ta nhìn vào những nhà đầu tư ngắn hạn đi nghĩa là 155 ngày đổ xuống thì những hoa lời ngắn hạn đó thì chúng ta sẽ thấy được là đây tiếp tục là những cái ho lời mà có cái sự lo ngại và nhất là ngày hôm nay đó khi mà tình hình hỗn loạn đó các bạn thấy được điều gì chúng ta nhìn vào những tài liệu này đi đây là cái tài liệu mà nếu như mà con số này dưới con số 1 đó là bitcoin di chuyển lỗ cho những nhà đầu tư ngắn hạn có nghĩa là lưu trữ bitcoin dưới 155 ngày thì các bạn thấy được là ngày hôm nay mỗi một cái tài liệu này đó là một uh, lốc một lóc khoảng 10 phút thì bạn được tình hình là Bitcoin di chuyển một thời gian dài ngày hôm nay là tiếp tục lộ Như là chúng ta tiếp tục thấy những nhà đầu tư ngắn hạn lo sợ về bán đi nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn vào những nhà đầu tư dài hạn đi nghĩa là trên 155 ngày thì tình hình ngày hôm nay mỗi một tài liệu này là một lốc thì các bạn thấy được chúng ta nhìn thì chúng ta thấy được là mỗi lốc là 10 phút thì chúng ta thấy được là phần lớn ngày hôm nay như thế nào tuy là giá cả dao động liên quan tới tin tức của Litecoin nhưng mà chúng ta lại thấy là tình hình là những nhà đầu tư dài hạn tiếp tục diamond hand họ không có dấu hiệu là bán ở những cái mức lỗ cho nên chúng ta có thể thấy được là dựa theo tài liệu on chain cho đến thời điểm bây giờ những nhà đầu tư dài hạn vẫn tiếp tục có lòng tin với lại thị trường hiện tại chúng ta thấy được là tuy là chúng ta thấy là ngày hôm nay đã tiếp tục có những bitcoin di chuyển ở cái mức lỗ nhưng mà tình hình là những Bitcoin di chuyển mức lộ đó là đến từ những nhà tôi ngắn hàng, những nhà tôi dài hạn tiếp tục lưu trữ và chúng ta có thể thấy được tài liệu liên quan đến những công ty lớn như là MicroStrategy tiếp tục thu mua. Thì một điều khác nữa chúng ta có thể thấy được là tình hình là cái số lượng Bitcoin mà đang có lời hiện bây giờ đó đã giảm xuống giảm xuống như thế nào giảm xuống đó khi mà thường nhìn vào tài liệu liên quan đến cái phần trăm bitcoin đang có lời on chain thì chúng ta được giảm xuống chỉ còn có 79,6% phần trăm mà thôi nghĩa là đã dưới 80% phần trăm rồi chúng ta muốn thấy càng ít người có lời thì cái rủi ro bị chốt là hàng lọt nó càng giảm đi cho nên chúng ta muốn thấy con số này dưới 80% phần trăm bây giờ là dưới 80% phần trăm rồi chúng ta thấy được là tiếp tục nhìn vào tài liệu đó, thì trước khi chúng ta nói tới Ethereum đó, các bạn thấy là nhìn chung thì chúng ta chuyển qua Ethereum đi, thì các bạn được Ethereum tình hình là sau vài ngày cái số lượng Ether tăng lên trên những sàn giao dịch đó thì 4 ngày vừa qua chúng ta lại thấy hiện tượng ngược trở lại là Ether lại rời khỏi sàn một lần nữa và chúng ta nhìn chung thì đây là cái số lượng Ether trên những sàn giao dịch thì các bạn thấy được tình hình vẫn tiếp tục là Ethereum rời khỏi sàn như là Bitcoin hiện tại thì nó tóm lại On chain cho chúng ta thấy được tài liệu gì On chain cho chúng ta thấy được cái tài liệu là hiện bây giờ những người mà bán đó tiếp tục là những nhà đầu tư ngắn hạn họ tiếp tục bán bitcoin của mình cho những nhà đầu tư dài hạn và chúng ta thấy được những nhà đầu tư dài hạn nó tiếp tục có lòng tin miner những người thời đạo không có bán bitcoin của mình chúng ta thấy được là bitcoin etm tiếp tục rời khỏi sàn và tiếp tục rời khỏi sàn và chúng ta được tình hình bây giờ đó cái số lượng bình có lời đã giảm xuống dưới 80 phần trăm và cái số lệnh futures cũng đã giảm xuống cũng như là chúng ta được là cái thị trường bây giờ cân bằng như lệnh long và lệnh short thì tình hình bây giờ chúng ta được là cũng khá ổn về tình hình on chain tình hình on chain ngày càng vững chắc hơn đây là tài liệu mà thường phân tích cho các bạn sử dụng tình hình on chain